Cách đây hơn 100 năm thì những căn bệnh truyền nhiễm, trong đó có bệnh giang mai, đã trở thành nỗi ám ảnh của nhân loại. Và trong bối cảnh đó thì Hideo Noguchi là một bác sĩ người Nhật xuất thân nghèo khó tật nguyền đã tìm ra được phương pháp để có thể chẩn đoán được chính xác bệnh giang mai. Đáng tiếc là cuối cùng vì những sai lầm trong nghiên cứu của mình mà ông đã gục ngã vì một căn bệnh truyền nhiễm khác, đó là bệnh sốt vàng. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Hideo Noguchi, người tìm ra được phương pháp chẩn đoán bệnh giang mai. Mộng làm bác sĩ của cậu bé nghèo tật nguyền. Noguchi Hideo, tên thật là Seisaku Noguchi, sinh ngày 9 tháng 11 năm 1876 trong một gia đình nông dân nghèo ở vùng nông thôn tỉnh Fukushima, Nhật Bản. Khi lên 1 tuổi, do vô tình bị ngã vào bếp lửa nên ông đã bị bỏng nặng và bị liệt cánh tay trái. Các ngón tay không thể cử động được. Bố Noguchi là người nghiện rượu. Mọi gánh nặng kinh tế trong gia đình đều đổ dồn lên vai mẹ ông. Tuy vậy, bà luôn nỗ lực hết mình nuôi dạy Noguchi và luôn cổ vũ, động viên, hướng ông đi theo con đường học thức. Vào thời đại bấy giờ, vì ở trường tiểu học chỉ toàn con nhà giàu, nên cậu bé Noguchi nghèo lại bị liệt tay trái, lúc nào cũng bị bắt nạt, đánh đập. Có nhiều lần ông đã tự ý bỏ học vì không muốn bị ăn hiếp nữa. Lúc đó, mẹ Hideo Noguchi đã nói với con: "Mẹ xin lỗi đã khiến tay con không được tự do như các bạn khác. Nhưng nếu giờ con bỏ học thì mọi nỗ lực trước giờ của mẹ dành cho con đều tan thành bọt biển hết. Mẹ rất thích dáng vẻ học hành chăm chỉ của con." Chính câu nói đó đã trở thành nguồn động lực để ông nỗ lực học hành. Bởi vậy sau này, khi nói đến thành công của Noguchi, người ta không thể không nhắc tới công lao to lớn của mẹ ông. Nhờ sự cố gắng và quyết tâm, năm 10 tuổi, Noguchi được đảm nhận chức vụ Seichou, thay mặt thầy giáo giảng bài, là một trong số những học sinh ưu tú nhất trường. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp tiểu học, do gia đình không thể kham nổi học phí nên ông không thể tiếp tục học nữa. Một thầy giáo cũ đã giúp đỡ cậu học trò học giỏi vượt khó bằng cách dùng tiền dành dụm của mình để tài trợ Noguchi học tiếp. Năm Hideo Noguchi 15 tuổi, thầy giáo và các bạn học vì cảm động trước bài văn nói về tổn thương cánh tay của ông nên đã quyên góp tiền để ông có thể phẫu thuật cánh tay trái. Khi cánh tay trái dần hoạt động lại bình thường, Noguchi nhận ra sự tuyệt vời của y học và nuôi dưỡng quyết tâm trở thành bác sĩ. Năm 19 tuổi, Noguchi thi vào Đại học Y khoa Nhật Bản ở Tokyo. Sau khi tốt nghiệp, ông vào Viện Nghiên cứu Bệnh Truyền nhiễm của Tokyo, nhận chỉ dẫn của tiến sĩ Kitasato Shibasaburo. Cũng trong khoảng thời gian đó, Noguchi tình cờ đọc được cuốn tiểu thuyết của nhà văn Tsubochi Shoyo. Ông thấy nhân vật chính trong truyện là Noguchi Seisako, không chỉ có tên giống mình mà ngay cả khuyết điểm tật xấu cũng tương tự. Thế là Seisaku Noguchi quyết định đổi tên thành Noguchi Hideo, trong đó Hideo nghĩa là anh hùng của thế giới. Từ thanh niên nghèo đến bác sĩ có tiền đồ sáng lạn. Năm 1899, Hideo có cơ duyên được gặp bác sĩ kiêm nhà nghiên cứu Simon Flexner đến từ Đại học Pennsylvania, nước Mỹ, và ông quyết định nhập học tại trường này năm 1900. Sau khi tốt nghiệp, Hideo được trường nhận ở lại làm việc tại khoa bệnh lý học. Tại đây, Hideo bắt đầu nghiên cứu về ảnh hưởng sinh lý do chất độc của rắn gây ra. 3 năm sau, Hideo được học bổng sang học tại Copenhagen, rồi tới làm việc tại Viện Nghiên cứu Y khoa Rockefeller, RIMR, ở New York vào năm 1904. Tại đây, ông dấn thân vào nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm. Từ một thanh niên châu Á xuất thân nghèo khó, Hideo có cơ hội du học và thành công, tiền đồ trở nên vô cùng sáng lạn. Năm 1909, Hideo xuất bản một chuyên khảo về chất độc của rắn. Chính điều này đã tạo nên danh tiếng cũng như đảm bảo vị trí của ông tại RIMR cho đến hết sự nghiệp của mình. Tại đây, ông đã xuất bản tiếp 200 bài báo khoa học về các bệnh truyền nhiễm, bao gồm giang mai, lao phổi, mắt hột, bệnh dại, bại liệt, sốt vàng da, bệnh bướu ở chân, sốt ban do ve ký sinh gây ra. Giải mã bệnh giang mai sau cơn sóng gió mang tên Y Đức. Tuy nhiên, sóng gió cũng ập tới Hideo do cáo buộc về y đức vào năm 1911-1912 khi ông đang có những thành công ở RIMR. Những người chống giải phẫu sinh thể,
tức là chống lại việc tiến hành các thực nghiệm lên những cơ thể sống, trong đó có người, vì họ xem đó là một hình thức tra tấn, cho rằng Hideo đã vi phạm quyền của trẻ em mồ côi và bệnh nhân khi ông phát triển một xét nghiệm bệnh giang mai lên 571 đối tượng, trong đó có trẻ em từ 2 tới 18 tuổi. Vụ việc trở thành một bê bối công khai trên các phương tiện truyền thông. Để bảo vệ Hideo, giám đốc kinh doanh của RRMR đã viết thư gửi cho Hội chống giải phẫu sinh thể. Trong thư chỉ ra rằng Hideo đã tự thử nghiệm trước khi áp dụng thử nghiệm đó lên các đối tượng. Chính vì vậy, không có chuyện ông tiêm thuốc có thể gây bệnh giang mai lên họ. Hiệp hội phòng chống hành vi tàn ác đối với trẻ em ở New York đã yêu cầu luật sư buộc tội Hideo nhưng bị từ chối. Phải tới cuối thế kỷ 20, ở Mỹ mới có những đạo luật yêu cầu sự đồng thuận đầy đủ về việc thử nghiệm lên người. Tới năm 1913, Hideo đã thành công trong việc tách được khuẩn gây bệnh giang mai Treponema pallidum từ não của bệnh nhân, phát triển một phương pháp hoàn thiện hơn để chẩn đoán bệnh này. Cho tới thời điểm đó, giang mai vẫn là một bệnh chưa tìm ra phương pháp chữa trị. Việc phát hiện và sử dụng xoắn khuẩn để thí nghiệm là vô cùng cần thiết. Bản thân Hideo cũng đã được chẩn đoán bị giang mai, nhưng ông đã từ chối điều trị. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể hiểu nguyên nhân là tại sao một bác sĩ lỗi lạc như thế lại có thể tìm ra được phương pháp chẩn đoán một căn bệnh vốn lây lan qua đường tình dục trong khi ông chưa hề lập gia đình. Và lý giải cho điều này thì một số nhà nghiên cứu cho rằng Hideo Noguchi từng có thời gian rất thích quanh quẩn ở những khu của các geisha Nhật Bản. Bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên lại ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp video về người thành công. Thông tin chi tiết xem bên dưới comment nha các bạn. Gục ngã trước bệnh sốt vàng. Năm 1918, Hideo Noguchi đi du lịch nhiều nơi ở Trung Mỹ và Nam Mỹ. Ông làm việc với Ủy ban Y tế Quốc tế để tiến hành nghiên cứu phát triển vaccine chống bệnh sốt vàng. Tại đó, ông và đồng nghiệp cũng nghiên cứu bệnh sốt Oroya, bệnh bại liệt và bệnh mắt hột. Hideo Noguchi tin rằng sốt vàng là do xoắn khuẩn spirochete gây ra thay vì virus. Ông đã làm việc trong 10 năm tiếp theo để cố gắng chứng minh lý thuyết này. Tuy nhiên, công trình nghiên cứu về bệnh sốt vàng của ông đã bị chỉ trích vì đã sử dụng một cách tiếp cận không chính xác, trái ngược với nghiên cứu đương đại và gây nhầm lẫn giữa bệnh sốt vàng với các mầm bệnh khác. Năm 1927-1928, ba bài báo khác nhau đã xuất hiện trên các tạp chí y khoa đã làm mất uy tín của ông. Hóa ra, Hideo Noguchi đã nhầm lẫn sốt vàng với bệnh leptospirosis. Sau cái chết của Adrian Stokes, một bệnh nhân sốt vàng vào tháng 9 năm 1927, giới y học thấy rõ ràng rằng sốt vàng là do virus gây ra. Cảm thấy danh tiếng của mình bị đe dọa, Hideo Noguchi vội vã đến Lagos để thực hiện nghiên cứu bổ sung. Tuy nhiên, ông thấy điều kiện làm việc ở Lagos không phù hợp với mình. Sau này, nhận lời mời của bác sĩ William Alexander Young, một giám đốc trẻ tuổi xuất sắc của Viện Nghiên cứu Y học Anh ở Accra, Gold Coast, Ghana ngày nay, Hideo Noguchi chuyển đến Accra và biến nơi đây thành căn cứ của mình vào năm 1927. Tuy nhiên, ông lại chứng tỏ rằng mình là một vị khách rất khó tính và đến tháng 5 năm 1928, Young tỏ ra hối hận về lời mời của mình. Sau đó, Hideo Noguchi trở nên khó hiểu. Ông làm việc gần như hoàn toàn vào ban đêm để tránh tiếp xúc với các nhà nghiên cứu đồng nghiệp. Nhật ký của Oscar Gloss, một nhà nghiên cứu khác của quỹ Rockefeller, mô tả tính khí và hành vi của Hideo Noguchi là thất thường và gần đạt đến sự hoang tưởng. Hideo Noguchi còn tin rằng mình miễn dịch với bệnh sốt vàng da bởi đã được tiêm vaccine do chính ông phát triển. Gloss cho rằng có thể hành vi thất thường của Hideo là do ảnh hưởng của bệnh giang mai trước đó. Ông đã từ chối điều trị và rất có thể nó đã tiến triển thành bệnh thần kinh. Ngày 12 tháng 5 năm 1928, Hideo Noguchi đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốt vàng. Sau vài ngày chống chọi với cơn bệnh, ông đã mất vào ngày 21 tháng 5 ở tuổi 52 tại Accra, Gold Coast, Ghana. Ông được an táng tại Nghĩa trang Woodlawn, thành phố New York, Hoa Kỳ. Di sản Hideo Noguchi. Năm 1928, chính phủ Nhật Bản đã trao tặng Hideo Noguchi huân chương mặt trời mọc, sao vàng và bạc, đại diện cho thứ hạng cao thứ hai trong số 8 hạng liên quan đến giải thưởng. Tiếp đó, năm 1979, Viện Nghiên cứu Y học Tưởng niệm Noguchi,
NMIMR được thành lập với số tiền do chính phủ Nhật Bản tài trợ tại Đại học Kana ở Legon, ngoại ô phía Bắc Accra. Năm 1981, Học viện Tâm thần Quốc gia, tức Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, Honorio Delgado Hideo Noguchi được thành lập với sự tài trợ của tổ chức Government Peru và JICA, cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản ở Lima, Peru. Đặc biệt hơn, chân dung của Hideo Noguchi đã được in trên tiền giấy 1.000 yên của Nhật Bản kể từ năm 2004. Ngoài ra, ngôi nhà gần Inawashiro, nơi ông sinh ra và lớn lên vẫn được bảo tồn. Đồng thời, tên của Hideo Noguchi được vinh danh tại trung tâm khu vực tại Đại học Autonoma de Yucatan ở bang Yucatan, Mexico. Một con đường dài 2,1 km ở Guayaquil, trung tâm thành phố Ecuador, cũng được đặt theo tên của Hideo Noguchi. Tiếp đó, để ghi nhận những đóng góp thiết thực của Hideo Noguchi, chính phủ Nhật Bản đã thành lập giải thưởng Hideo Noguchi châu Phi vào tháng 7 năm 2006, như là một giải thưởng nghiên cứu và dịch vụ y tế quốc tế mới để đánh dấu chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Koizumi Junichiro tới châu Phi vào tháng 5 năm 2006 và kỷ niệm gần 80 năm ngày mất của bác sĩ Hideo Noguchi. Giải thưởng này được trao cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc chống lại các bệnh truyền nhiễm khác nhau ở châu Phi hoặc trong việc thiết lập các hệ thống dịch vụ y tế sáng tạo. Buổi thuyết trình và các bài giảng đầu tiên của giải trùng với Hội nghị Quốc tế Tokyo lần thứ tư về phát triển châu Phi vào cuối tháng 4 năm 2008. Vào năm 2009, thì địa điểm tổ chức hội nghị đã được chuyển từ Tokyo sang Yokohama như một cách để tôn vinh người đàn ông có đóng góp lớn lao cho y học. Và giải thưởng Hideo Noguchi châu Phi sẽ được trao 5 năm một lần và tiền thưởng là sự kết hợp từ tài trợ chính phủ và quyên góp tư nhân. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên lại nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.